người biết sao hôm nay có cấp mời nữ không? Tại vì mình nhắm sức mình ăn nếu mà không nổi á là sẽ giới thiệu cấp mời nữ. À. Bây giờ ba người đua luôn hả? Tại Duy nó cũng ngán rồi, nó đang chậm hơn Tuyền. Ừ vậy đi cho đỡ tốn thời gian ha. Rồi Tuyền lên đổ em. Hello xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Hôm nay mình sẽ quay lại với clip vì Võ Sư Lộc của chúng ta. Và kế bên đó là học trò của Võ Sư Lộc, bạn Duy nha. Rồi thì hôm nay hai vị khách mời của chúng ta sẽ đến quán bánh canh Tây Ninh. Đây, kêu 10 tô nha mọi người. Thì 10 tô này á, thì không biết làm sao làm, miễn sao hai người ăn hết 10 tô thôi. Nếu mà bạn Duy ăn 3 tô thì Lộc ăn 7 tô. Rồi nếu mà bạn Duy ăn ăn 4 tô thì Lộc ăn 6 tô, ít đỡ thầy Lộc ha. Nói chung là học trò thầy Lộc huấn luyện sao đó, miễn sao à hai người hỗ trợ nhau ăn hết mình nha mọi người. Ok. Cái quán này là ở số 36 đường Huỳnh Thiện Lộc nha mọi người. Nè, số 36 đường Huỳnh Thiện Lộc. Thì đây là cái quán ăn, còn cái chỗ mà thầy Lộc dạy á là cái trường 39 Huỳnh Thiện Lộc nó nằm trên kia kìa. Đó, cái quán này là quán của học trò phụ huynh của học trò thầy Lộc ha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình cùng vào quán nha. Đây. Đó, đây là anh chủ quán và chị chủ quán nè mọi người. Hai người đang rất là bận rộn nha. Thì họ đang chuẩn bị cho mình 10 tô trên bàn nè mọi người đang thấy 10 tô. Rất là nhiều ha. À. Anh cho em hỏi bánh canh Tây Ninh mình có cái đặc điểm gì khác với những bánh canh khác anh nè? Bột gạo. À. Dạ. À, anh đã ra bàn cho mình đó, rau rừng. Rau rừng nha mọi người. Bánh canh Tây Ninh là phải ăn với rau rừng nha. Ok. Thì ở đây anh để sẵn một cái rổ rau nè. Đây. Qua trong đây toàn là mấy cái lá lạ không á. Mình không biết luôn. À, anh để qua cho mình. Anh cho em hỏi trong mấy cái lá này nó có những cái loại lá nào anh nhỉ? Đây là lá cóc. Lá cóc. Đó. Đó. Đây là cái gì? Ô. Quế gì? Trên địa phương nó kêu cây xá xỉ, cái mùi nó giống như mùi xá xỉ. Ồ vậy hả anh? Ồ hay quá ha. Còn... Đây là rau nhái. Rau nhái. À, thì đó là cái bánh canh Tây Ninh đó mọi người, nó có cái đặc sản. Người ta hay nói là nếu mà đến quán bánh canh mà bánh canh Tây Ninh mà không có rau rừng á là không phải là bánh canh Tây Ninh nha mọi người. Đó. Quán mình bán từ mấy giờ anh? 6 giờ sáng là đã có bán rồi. 6 giờ sáng là bán. Đến 5 giờ chiều. Ok. Rồi. Trung bình một tô là giá bao nhiêu anh nè? Trung bình tô là 20. À, một tô về 20. Ồ rẻ quá anh. Vậy là rẻ quá ha. Tôi có giò là 25. Ồ cũng được. Dạ. Yeah. Thì mình hỏi anh một số câu vậy thôi, bây giờ mình sẽ ra bàn ngồi ha, để hai vị khách mời chúng ta ăn hết 10 tô cho mọi người. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Yeah. Rồi mọi người ơi, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị ha, thầy Lộc cũng như là bạn Duy Võ Sinh cũng đã bỏ rau vào hết rồi. Bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, hai người chuẩn bị chưa? Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi quất nha. Hai người 10 tô nghe cũng kinh dị á. Thì mọi người có thể thấy nè, bạn Duy của chúng ta là không có ăn được giò á, cho nên không có em ăn giò. Còn thầy Lộc thì quất thập cẩm luôn nha. Thập cẩm luôn, cái gì cũng ăn được hết. Cái rau thầy Lộc ăn là rau xá xì đúng không thầy Lộc? Không. Rau gì? Rau khác, xá xì chỗ này. Xá xì là cái này nè mọi người, ăn nó có mùi xá xì, mình thử coi. Đúng rồi, có mùi xá xị. Nhưng mà thầy Lộc phải cho em miếng nữa chứ nó đắng quá. Ok, cho miếng thịt. Cho miếng thịt nha, đắng quá mọi người ơi. Cay cay nữa. Đúng rồi. Quá ngon. Mọi người biết sao hôm nay có cấp mời nữ không? Tại vì mình nhắm sức mình ăn nếu mà không nổi á
là sẽ giới thiệu các mềm thử đó. Nếu mà võ sinh lọc ăn không hết thì sẽ có bạn bạn này nha. Bạn này là cũng là một võ sinh trong lớp nha mọi người. Em thấy là bánh canh ở đây cái sợi nó cắt nhỏ quá thì nó cũng hơi rời rạc mà cũng hơi khó gấp. À khó gấp đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy anh lấy cho em cái mùi nha. Anh nghĩ là mình xài mùi mà bốc bánh luôn vậy á. Bốc không được anh phải lấy cái mùi bự á. Hơi có mùi. Tính cao của Duy là ăn được bao nhiêu? Em ăn được 4 tô. 4 tô hả? À, bạn Duy bình thường bạn ăn được 4 tô hủ tiếu mọi người. Cho nên hôm nay bạn nghĩ là bạn sẽ ăn 4 tô để thầy Lộc cân 1 tô còn lại của bạn. Mọi người thấy không? 5 tô bên đây là giò thì chắc chắn là võ sư Lộc phải ăn hết 5 tô này rồi đó. Chứ không thể nào bạn Duy ăn 6 tô còn thầy Lộc ăn 4 tô được ha. Cố lên, cố lên. Duy ăn sắp hết một tô kìa thầy Lộc. Duy ăn nóng tốt. Dạ. Nước. Có nước uống nữa nha mọi người. Rồi cảm ơn anh chủ quán dễ thương. Anh chủ quán dạ cảm ơn anh. Duy ăn hết rồi kìa. Biết đâu đây là một nhân tố mới đúng không? Nhân tố bí hiểm. Quá dữ. Đang trời mưa quá. Ăn này nó ấm bụng. Đúng, ăn được nhiều. Duy em để nước húp sau cùng Duy. Tại vì theo kinh nghiệm ăn uống thì mình húp nước vô mình sẽ mau no lắm. Có câu mà, cậu dân gian á. Khôn ăn cái. Khôn ăn cái. Dạy uống nước á. Dạy uống nước hả? Có một tên em nghe luôn. Nghe câu con dạy cái mang cho. Rồi con này đánh gì vậy? Nghĩa là cái là cái gì mà nó nghĩa là nó quan trọng lắm. Giống như năm bàn tay nè, ngón cái có thể chụp tất cả các ngón còn lại. Đó. Nên em cứ ăn cái trước đi. Ăn cái trước đi. Em không cần phải hiểu gì xa xôi hết. Nhưng mà đừng để thầy đút nước nha. Mọi người ơi, mọi người thấy không, cái tô bánh canh Tây Ninh á ở đây á, nhìn chung á rất là rẻ ha, một tô chỉ có 20.000 thôi. Nếu mà các bạn ăn thêm giò á như bên đây nè thì 25.000. Mọi người thấy giá cũng phải chăng đúng không, hợp lý. Đố mọi người cái miếng huyết này là huyết làm từ gì? Cái này hả? Ồ, nhìn nó khác nha. Nó rất dẻo. Huyết vịt đúng không? Hèn chi mình nhà mình bán huyết heo á, mình nhìn khác nha. Huyết này không phải huyết heo, nhìn nó dai dai hơn á thầy Lộc đúng không? Đúng rồi, này huyết vịt nha mọi người. Này mọi sư Lộc đang chiến cái móng này. Món yêu thích đúng không thầy Lộc? Món này là món yêu thích á. Hồi xưa lúc mà về với mẹ mà có con á, có em á, là ăn không hết móng là mình là người thầu á. Hốt phụ chó. Ăn móng là nó có giúp cho người mà mang thai có nhiều sữa. Đúng, chính xác, cái này có nghe nha. Ăn móng heo là giúp cho những bà bầu có sữa mọi người. Duy chèo quá dữ. Em bây giờ có một cái thói quen á là ăn đồ nước thì nước phải nóng em ăn mới ngon, chứ còn nước mà nguội thì em ăn rất là khó ăn, em không ăn được. Vậy luôn á hả? Cho nên thì em ăn nóng thì vậy. Chắc bạn Duy thích hợp với ăn bao nhiêu kêu ra bấy nhiêu á thầy Lộc ha. Đúng rồi. Chứ còn team của tụi anh á là toàn phải kêu ra hết ăn nhìn nó mới hấp dẫn. Nó hơi nguội, nhưng mà theo anh thấy á thì khi mà em ăn hết mấy tô đầu á thì mấy tô sau nó nguội dần á thì cũng không có nóng lắm đâu, nó cũng không có nguội lắm đâu, nó cũng vẫn còn hơi nóng á. Nãy giờ là 6 phút rồi đó mọi người. 6 phút rồi. Duy em thấy sao rồi? Bình thường. Cũng bình thường ha. Trước khi đi thì em có chạy bộ phải 1 tiếng đồng hồ trước khi ăn. Ghê chưa? Đúng là dân nhà võ có khác. Còn thầy Lộc làm gì? Trước khi đi ăn thầy Lộc làm gì? Lên quận 12. Làm gì rồi? Bác sĩ thú y. Phải. Khai băng cho con
À, vậy là cũng có vận động. Sợ chó cắn nữa. Cuốn tay đúng không? Đúng rồi, Duy còn là vận động viên cầu lông nha mọi người. Thấy trên áo có cái cầu lông không? Đánh cầu lông rất hay. Wow, thầy Lộc ăn hết tô đầu thì ăn có vẻ chậm hơn bạn Duy, nhưng mà mọi người nhìn nè. Tô thứ hai thì thầy Lộc đã tăng tốc. Này mình dùng chiến thuật. Chiến thuật gì? Theo kiểu đường lên đỉnh Colombia. Đường lên đỉnh nè, Colombia. 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 Khởi động. Vượt chướng ngại vật. À. Tăng tốc. Và bứt phá. Rồi đích luôn. Đến của mình là gần hùng. Đây là đích đến của thầy Lộc nha mọi người. Nhưng mà thầy Lộc mà không nhanh lên là phần thưởng cuối cùng sẽ mất á. Là em sang á. Thầy nó nằm gần em quá mà em đang đói á. Rồi tối thứ ba mọi người. Chuyển qua. À di chuyển luôn, thầy Lộc di chuyển. Khi mình di chuyển qua là có dụng cụ tác chiến liền. Quất liền, qua là có đồ ăn liền. Tuyền, em có nghĩ là hai vị khách mời sẽ ăn hết không Tuyền? Dạ không. Không luôn hả? Tự tin gì hả? Thầy Lộc, thấy bé Tuyền nói vậy, thầy Lộc nghĩ gì? Tuyền rất chân thật. Nghĩ gì nói đó. Em thấy những giọt mồ hôi đang chảy rồi đó. Nhưng mà mình sẽ cố gắng nha. Để cho Tuyền thay đổi suy nghĩ của mình. Chính xác. Cố lên Duy. Không, nhiều khi lật đầu Duy ăn á, cho nên Duy cũng chưa có kinh nghiệm, với lại bao tử cũng chưa có được giãn á, Duy phải đi nhiều hơn. Đúng rồi, Duy chỉ cần cố gắng ăn khỏe được ngang anh Hùng thôi là anh Hùng sẽ cho Duy vào tim nha. Tiêu chí là ăn hết một mâm chè. Một mâm, đúng rồi. Tiêu chí là ăn hết một mâm chè 16 món ở Sư Phạm Hành nha mọi người. Thật ra mình còn xin đi Hùng và hát lời tiền. Hậu phương vững chắc. Tiền tuyến phải chắc thì hậu phương mới vững nha. Mọi người biết cái lá cóc không? Đây là lá cóc hả mọi người? Trong cái cây cóc đó à. Để khi mình ăn cái này nè, nó có cũng tạo vị chua chua à. Đỡ bị ngán. Hay quá. Ngọt lắm nha Duy. Đây đó. Bỏ xí lọc rồi. Duy chưa? Chưa luôn. Em ráng làm sao lên đi, ăn được hơn á Duy. Thì hai người đã ăn hết 4 tô rồi mọi người ơi. Mà nãy giờ là 11 phút rồi đó. Thì hết 4 tô bên kia. Sắp sửa hết 6 tô rồi. Cố lên. Bạn như vậy nè, lúc trước là tới 70 mấy ký rồi. Nhưng mà bạn như tham gia mấy giải đấu á, bạn như đã ép ký xuống thành công. Đúng rồi. Mọi người nhìn nè, bây giờ bạn Duy chỉ còn 60 mấy gì? 68 không? 69 ký ha. Chứ đây là bạn Duy là 70 mấy á mọi người. Lúc trước em 77-78 ký. À. Em kiểu cố gắng. Có như giải đấu ấy, em phải bắt buộc phải ép ký xuống. Và em nhớ hình như cũng gần 2 tháng trời em xuống còn 63 ký. Đó, ghê chưa? Ép rất dữ ha. Này đỉnh cao vẫn là bé này nè. Bé này là cực kỳ dữ nha. Em giảm bao nhiêu ký? 21 ký nha mọi người. Em cao bao nhiêu ta? Mét 68 nha mọi người. Là ngày xưa bé Tuyền là cao mà nặng á. Xong rồi cái bé Tuyền đã giảm 21 ký đó, rất là dữ. Chung là dưới sự 2 tháng trời dưới sự dìu dắt của Võ Sư Lộc cũng như là sự nỗ lực ăn kiêng của bé thì bé giảm 21 ký nha mọi người. Lúc mà đi đấu bị xỉu luôn á. nói vui thôi nha. Chết rồi, thầy Lộc mồ hôi dính mắt rồi. Chết rồi.
Mọi người ơi, cho mình hỏi cái, nếu như mà bạn Duy ăn không hết á thì bé Tuyền có được trợ giúp không mọi người? Nếu mọi người like thì bé Tuyền sẽ trợ giúp hai tô. Rồi, hài lòng hết ba tô rồi nè. Cái này á, mình chỉ cần ăn hết cái thôi, không cần húp nước nha mọi người. Hết cái thôi. Cố lên, cố lên. Rồi. Tiếp. Tô tiếp theo nha. Tiến tới. Thầy dọc lại gần nhích tới. Đúng rồi, miếng thịt chất lượng luôn á. Những miếng thịt cho mấy bộ viên mình nhớ tới những cô bán hủ tiếu gõ. À, trong cái cô đó có những cái công thức điêu công luyện. Cắt thịt bộ viên mà nhìn từ bên đây qua. Miếng thịt như vậy. Cắt bằng tay. À. Rất là mỏng á mọi người. Những cô bán hủ tiếu gõ thường cắt đồ mỏng lắm, hay lắm. Mình tính bữa nào chắc mình với Võ Sư Lộc hay là Thanh Niên Choi á cũng ra quán hủ tiếu gõ, hai người làm 15 tô. Võ Sư Lộc bó tay luôn. Hủ tiếu gõ ít à. Nhưng mà nó ít hủ tiếu lắm. À. Anh chủ quán là anh không có ngạc nhiên và thầy Lộc rồi đúng không? Thầy Lộc ăn là anh không ngạc nhiên rồi đó. Thầy Lộc cả dục chải ăn tô phở là 3kg rồi. Đúng rồi. Cái này thì họ chắc không chi nhê gì rồi. Thầy Lộc là xác lập kỷ lục ở đây nha. À, một mình thầy Lộc là chuẩn bị ăn hết 5 tô rồi đó. Còn có thể tăng lên. À. Thầy Lộc nói là tùy phong độ của bạn Duy nữa nha. Nếu mà phong độ thấp thì có thể lên 6 tô, 7 tô. Thầy Lộc thấy no chưa? Chưa đúng không? Thầy Lộc cứ ăn chậm rãi á mọi người. Cho nên chưa thấy no lắm. Cứ từ từ mà ăn thôi. Đây là lần đầu tiên mình ăn nhiều nhất ở quán này. Bình thường là anh chị chỉ thấy mình ăn 1 tô thôi. Anh kêu sandwich. À. Võ Sư Lộc thường hay ăn ở quán này lắm mọi người. Bình thường thì gần trường dậy. Bình thường thì Võ Sư Lộc chỉ ăn 1 tô. Nhưng mà hôm nay đến thử thách đó nên anh chị hết hồn. Điện thoại. Mọi người, thầy Lộc mới vừa nghĩ ra một sáng kiến cứu nguy cho bạn Duy. Đó là nếu như bạn Duy mà chỉ ăn được 4 tô á thì bạn Tuyền này sẽ trợ giúp tô cuối cùng bạn Duy nha. Và thầy Lộc sẽ ăn đua với bạn Tuyền. Đó, được á, ý tưởng hay. Mọi người thông cảm ha, vì đây là lần đầu bạn Duy thi. Cho nên bạn Duy chưa có quen á. Để những lần sau mà bạn Duy chuẩn bị kỹ hơn thì sẽ quen hơn mọi người. Rồi, hết rồi nè. Đúng rồi, bạn bè của bạn Duy có ai xem được clip Muốn bạn Duy thử thách hôm thêm thì để lại bình luận với comment nha. Cô canh tin ở trường Trần Phú á, nói bạn Duy nào thích điều này. Cô canh tin đúng không? Đó là Duy hay ủng hộ canh tin á. Nice. Rồi, học hết 4 tô nè, bây giờ thầy Lộc phải ngồi đợi. Ok. Thầy Lộc sẽ nghỉ mệt. Ngồi. Tập lại, chờ đối thủ. Chính xác. Hay bây giờ ba người đua. Ba người đua luôn hả? Tại Duy nó cũng ngán rồi. Ừ vậy đi cho đỡ tốn thời gian ha. Rồi toàn lên đổ em. Rồi bây giờ là sẽ là bạn Tuyền sẽ trợ giúp một tô nha mọi người. Chuẩn bị chưa? Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Bạn Duy ăn thì cứ ăn ha. Giờ bạn Tuyền sẽ đua với thầy Lộc. Thầy Lộc từ từ thôi, bạn Tuyền là con gái nên ăn rất là chậm từ tốn. À, mình tính thời gian của một hiệp đấu á. À. Tuyền nó quen là 1 phút 45 giây. À. Và trong một hiệp đấu hai thầy trò sẽ cố gắng ăn sao trong một hiệp đấu. À. Còn nghĩ giải lao thì qua đấu cái này mà
Đúng rồi. Thầy Lộc kêu là một hiệp đấu là 1 phút 45 giây á Tuyền. Cho nên em hãy cố gắng ăn hết trong 1 phút 45 giây. Đúng không thầy Lộc? Đúng rồi. Cũng giống như thầy Lộc đang ăn hết mệt bún đậu trong 1 phút 47 giây. Đúng rồi, một mình thầy Lộc. Một mình thầy Lộc đang cân hai bạn trẻ bên đây. Và hai bạn trẻ này đều là học trò của thầy Lộc. Nhưng mà người học võ tâm chỉ là tiểu học nha. Mấy bạn lớn vô mình cũng sẽ có những lớp dành cho các bạn lớn nữa. À, ý thầy Lộc nói là nếu như mà các bạn cứ nghĩ là học võ là chỉ dành cho cái mấy bé thiếu nhi đúng không? Nhưng mà không phải nha. Những bạn lớn lớn tuổi cả này là cũng đi học được nè. Ví dụ như mình là vô là giờ thầy Lộc bắt mặt giáp phải đấu. Con của anh chuyển quán á. À, bé Khánh mới vừa lên đài. Lên đài gì anh? Lên đài rồi. À, bé đang có tương lai rất sáng lạn. Đúng rồi. Con của anh chủ quán này là đi học võ thầy Lộc nha mọi người. Mới vừa lên đài vàng. Rồi tương lai là sẽ ăn hết xe bánh canh của ba mẹ. Mọi người. Đúng rồi, có chỗ để luyện ăn nhiều nha. Cứ luyện xong rồi chạy ra trường thầy Lộc tập cho ốm đi rồi về luyện tiếp. Ê, bạn Tuyền tuy coi vậy chứ ăn cũng nhanh thầy Lộc. Kiểu như bạn Tuyền không bị phân tâm bởi thầy Lộc và em á. Đúng rồi. Thì sẽ là tâm bất khả biến để làm về bạn biến. Cố lên. Cố lên mọi người, cố lên, thầy Lộc đang chèo tiếp nè. Rồi, rồi. Các thí sinh nghiêm túc trong quá trình thi. Đúng rồi. Mà Tuyền cứng rắn quá. Còn giám thị tương lai hả? À. Không cam kết với những việc mà. Giám thị tương lai hả? Tuyền tính làm gì tương lai hả em? Anh vi phạm quy chế thi á. À. Tiền rất công tác phải công bằng. Đúng rồi, phải công bằng nha. Công bằng, dân chủ và văn minh nha mọi người. Mặc dù là ở trong lớp võ là thầy Lộc là thầy của bạn Tuyền, nhưng mà ra đường thì thầy Lộc ăn vẫn không để thua bạn Tuyền nha. Gì đó đó đúng không thầy Lộc? Ê, bạn Tuyền cũng sắp hết rồi nè. Thầy Lộc hút hết nước đi thầy Lộc. Thầy Lộc hút hết nước tô này nha mọi người. Rồi. Quá hay. Hồi nãy bạn Tuyền có ăn cơm rồi nha. Cho nên đến đây ăn ăn một tô vậy là cũng no rồi đó. Nè mọi người ăn hết rồi. Còn như đây nước. Bây giờ có nên hấp nước để chờ bạn Duy không? Hấp nước luôn. Thôi nhưng mà nhiều quá cũng không tốt. Thôi được rồi thầy Lộc ơi. Được rồi. Để sức đi ăn khác. Bạn Duy sắp hết rồi. Thì mọi người biết không, thầy Lộc có thể húp hết được tô này. Thầy Lộc có thể húp hết nước được tô này nha mọi người. Nhưng mà thầy Lộc sẽ giữ sức để đi chiến những thử thách khác á. Thôi, cái gì đây? À. Thôi bạn Duy hết 4 tô luôn rồi mọi người. Bây giờ thì thầy Lộc sẽ dứt điểm nha mọi người. Nhìn nè, ở đây là 4 tô nè, ở đây là 1 tô và bên kia là 4 tô của bạn Duy. Thì bây giờ thầy Lộc sẽ dứt điểm tô nước cuối cùng nha. Như mọi khi. Rồi lên tô, lên tô. Rồi. Rất hay. Công nhận sức ăn của thầy Lộc càng ngày càng bá đạo quá mọi người. Duy không hấp được đâu. Duy mà hấp được cái đó là Duy cũng Superman lắm á. Rồi mình thầy Lộc cứ luyện kiểu này thì lúc nào thầy Lộc cũng sẽ ăn được rất là nhiều. Còn mình thì chắc không bao giờ vượt được thầy Lộc rồi. Rồi, hết cái nha, hết cái nha.
của mình là thấy ngon nha. Ngon hả? Thầy Lộc có khả năng ăn thêm một tô. Thầy Lộc có khả năng ăn thêm một tô nữa. Thôi hết luôn rồi. Thơm ngon tới giọt cuối cùng. Rồi yêu không à? Rồi Tụi em thấy khả năng ăn của thầy Lộc sao? Lần đầu tiên mới chứng kiến đúng không? Đó, dữ dằn lắm á. Hết 5 tô rồi mọi người. Dữ chưa? Quá hay. Rồi. Bé Tuyền còn kêu thầy Lộc uống hết ly nước nữa chứ. Rồi. Thì vừa rồi là thử thách ăn hết 10 tô bánh canh. Bánh canh Tây Ninh ở số 36 Huỳnh Thiện Lộc nha mọi người. Thì nếu như mọi người thấy món ăn ngon mà phù hợp với túi tiền thì hãy đến ăn ủng hộ anh chủ quán nha. Thì cái clip của mình sẽ được kết thúc tại đây nha. Nếu như mọi người cười thì hãy like. Còn nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nha. Sắp tới nếu như các bạn có bất cứ thử thách nào thì hãy để lại bình luận dưới comment. Mình sẽ xem xét và đưa ra những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho mọi người cùng thức nha. Ok, 1, 2, 3, vô.